chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Thưa anh chị em, đây là thời điểm chúng ta cần tỉnh thức hơn bao giờ hết. Những biến động trên thế giới không còn là ngẫu nhiên. Chúa Giêsu đã gửi đến lời cảnh báo nghiêm trọng ba cường quốc Trung Quốc, Nga và Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công có thể khơi mào thế chiến thứ ba. Đây không chỉ là xung đột chính trị, mà còn là một cuộc chiến tâm linh, thách thức trực tiếp kế hoạch của Thiên Chúa. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm để chuẩn bị tâm hồn trước những thử thách phía trước. Anh chị em trong Chúa Kitô thân mến, thời khắc đã đến, thế giới đang chao đảo trên bờ vực thẳm và những dấu chỉ của thời đại không thể chối cãi. Qua những lời được Chúa Giêsu mặc khải cho Luzze Maria, Ngài đã gửi đến chúng ta một lời cảnh báo khẩn cấp. Một lời cảnh báo đòi hỏi sự chú ý, lời cầu nguyện và sự tỉnh thức của chúng ta. Chiến tranh thế giới thứ ba không còn là một viễn cảnh xa vời. Nó đang được chuẩn bị ngay lúc này, khi ba cường quốc lớn âm mưu gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho thế giới. Đây không phải là suy đoán, cũng không phải là lời đồn đại, mà là sự thật được chính đấng cứu thế của chúng ta mặc khải. Trung Quốc, Nga và Iran đang liên minh trong một thỏa hiệp đen tối và nguy hiểm, với những âm mưu ngày càng tiến triển nhanh chóng. Những quốc gia này không chỉ tìm kiếm quyền lực mà còn thách thức trật tự đạo đức và tâm linh mà Thiên Chúa đã thiết lập. Họ đang chuẩn bị đánh vào trung tâm nền văn minh Kitô giáo, làm bất ổn thế giới và dọn đường cho sự xuất hiện của phản Kitô. Trong khi tôi nói với anh chị em, những quốc gia này đang chuẩn bị cuộc tấn công của mình không phải bằng sự hỗn loạn ngẫu nhiên, mà bằng sự phối hợp chính xác và ý chí kiên định. Trung Quốc, con rồng, đang vươn móng vuốt ra Biển Đông, đe dọa Đài Loan và được tiếp sức bởi sự yếu kém trong lãnh đạo của phương Tây. Họ đang chuẩn bị một động thái có thể làm chấn động toàn cầu, thách thức nền tảng của tự do. Nga, con gấu, đang chuyển mình ở phương Đông với một cỗ máy quân sự tái sinh và tham vọng không che giấu. Dã tâm của họ không chỉ giới hạn ở châu Âu mà còn vượt xa hơn nữa. Iran, con báo, âm thầm gia tăng quyền lực, tài trợ khủng bố và gieo rắc sự bất hòa ở Trung Đông. Họ tìm cách hủy diệt Israel và thách thức phương Tây với lòng căm thù dành cho dân được chọn của Chúa làm động lực. Ba quốc gia này không hành động riêng lẻ. Họ đang phối hợp chiến lược, thống nhất nỗ lực với một mục tiêu duy nhất. Đây không chỉ là về quyền lực chính trị hay sự thống trị kinh tế. Đây là một cuộc chiến tâm linh, một sự thách thức trực tiếp đối với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa đã mặc khải cho Luzze Maria rằng những sự kiện này đang được dàn dựng một cách tinh vi. Cuộc tấn công mà họ chuẩn bị sẽ bất ngờ, tàn khốc và được tính toán để tối đa hóa sự hỗn loạn. Đây sẽ là một cuộc tấn công không chỉ nhắm vào trật tự đạo đức và tâm linh mà còn nhằm làm lung lay quyết tâm của dân Chúa, đẩy thế giới vào bóng tối. Nước Mỹ, đất nước một thời là ánh sáng hy vọng và pháo đài của các giá trị Kitô giáo, giờ đây đang đứng trước một ngã rẽ. Sự yếu kém và chia rẽ đã ăn sâu vào chính phủ, và kẻ thù của tự do đang nhận thấy cơ hội để tấn công. Trong khi các thế lực bóng tối chuẩn bị tấn công, lãnh đạo của chúng ta lại sa lầy trong những trò chơi chính trị và sự mơ hồ về đạo đức. Nhưng vẫn còn hy vọng.
Thiên Chúa đã dấy lên những nhà lãnh đạo sẵn sàng đứng lên vì sự thật và công lý. Tổng thống Trump, người mà sự trở lại đang đến gần, đã được sử dụng như một công cụ để khôi phục các giá trị Kitô giáo và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, kẻ thù cũng nhận thức rõ điều này. Họ hiểu rằng sự lãnh đạo của ông là một mối đe dọa đối với kế hoạch của họ và họ đang nhanh chóng hành động trước khi ông có thể quay lại nắm quyền. Lời cảnh báo của Chúa rất rõ ràng. Những quốc gia này đang chuẩn bị tấn công trước khi nước Mỹ có thể phục hồi sức mạnh. Cuộc tấn công của họ không chỉ là về thể chất mà còn là về tinh thần, nhắm vào đức tin, gia đình và sự tự do của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta không thể thờ ơ. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những dấu hiệu đang bày ra trước mắt. Sự liên minh giữa Trung Quốc, Nga và Iran không phải là ngẫu nhiên. Đây là sự ứng nghiệm những lời cảnh báo trong Kinh Thánh. Tiên tri Ezekiel đã nói về Gog và Magog, về một liên minh lớn các quốc gia nổi lên chống lại dân của Thiên Chúa. Chúng ta đang chứng kiến lời tiên tri đó được thực hiện ngay trước mắt. Những cuộc chiến và tin đồn về chiến tranh mà Chúa Giê-xu đã nói trong Matthew 24 đang trở thành hiện thực. Dẫu vậy, nhiều người vẫn mù quáng trước sự thật, bác bỏ những lời cảnh báo này như là sự hoang tưởng hay nỗi lo sợ vô căn cứ. Nhưng lời của Thiên Chúa không bao giờ sai. Những cảnh báo của Ngài không phải là vô ích. Chúng được ban ra từ tình yêu để chuẩn bị và củng cố chúng ta, gọi chúng ta quay về với Ngài. Chúng ta không chiến đấu một mình. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta khí cụ để đứng vững. Lời Chúa là thanh gươm, lời cầu nguyện là tấm khiên và Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn chúng ta. Hãy chuẩn bị tâm hồn qua việc cầu nguyện và ăn năn. Hãy chuẩn bị gia đình bằng cách giữ vững đức tin và dạy con em sự thật trong lời Chúa. Cuối cùng, hãy tin tưởng vào Chúa. Ngài đã hứa sẽ là nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta, là sự trợ giúp luôn hiện diện trong cơn khốn khó. Trận chiến này thuộc về Ngài, và Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai kêu cầu danh Ngài. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì giờ đây là lúc chúng ta cần đứng lên như những chiến binh của ánh sáng. Chúng ta thuộc về Chúa, và trong Ngài, chúng ta có chiến thắng. Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta rằng trong mọi biến cố, Ngài vẫn là nơi trú ẩn và sức mạnh của những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Hãy đứng vững trong đức tin, cầu nguyện không ngừng và chuẩn bị tâm hồn. Dù bóng tối bao phủ, ánh sáng của Chúa sẽ không bao giờ lụi tàn. Hãy cùng nhau cầu nguyện, sống trong sự tỉnh thức và phó thác hoàn toàn vào tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài. Chúa đang ở bên chúng ta. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con yêu dấu của cha. Cha nói chuyện với con từ tận sâu thẳm trái tim cha, vì con là đứa con rất đỗi thân thương đối với cha. Hãy lắng nghe những lời này bằng tất cả tâm hồn mình, vì chúng dành riêng cho con. Cha chỉ xin một khoảnh khắc quý giá trong sự chú ý của con, để con nghe tiếng cha vượt lên trên mọi sao lãng. Điều cha muốn chia sẻ với con còn quan trọng hơn bất cứ điều gì đang chiếm giữ tâm trí con. Hãy ở lại với cha lâu hơn một chút và mở rộng trái tim mình. Để cha cất đi nỗi đau đang đè nặng trong tâm hồn con, xóa tan những suy nghĩ u buồn đang ám ảnh tâm trí con. Cha ôm con thật chặt, mang đến cho con sự thanh thản và bình an mà không gì sánh được. Hãy tin tưởng cha bằng cả trái tim. Cho phép bản thân mình được yêu thương. Cha là đấng giữ lời hứa và những lời cha nói mang mục đích sâu sắc. Cha đến để nâng cao tinh thần con, mang lại nụ cười trên gương mặt con mỗi buổi sáng. Khi con tìm kiếm cha, hãy biết rằng cha yêu thương con thật sự và sâu đậm. Cha muốn con không chỉ biết điều đó, không chỉ tin điều đó, mà còn cảm nhận được tình yêu thiêng liêng này trong lòng mình, để con có thể tìm lại niềm vui. Cha chưa bao giờ rời xa con và cũng sẽ không bao giờ quên con. Đây là một sự thật không thể lay chuyển. Con đang được an toàn trong tay cha, được che chở và bảo vệ. Hãy đặt trọn niềm tin nơi cha.
vòng tay Cha mãi mãi rộng mở để đón con. Cha lắng nghe từng tiếng khóc, từng lời cầu nguyện của con. Mỗi buổi sáng, khi chào đón ngày mới, hãy mở mắt, hít một hơi thật sâu và cảm nhận sự hiện diện bao trùm của Cha. Cha vui mừng trước những lời chào buổi sáng của con, đầy sự tin tưởng và tự tin. Con biết rằng Cha luôn ở đây, lắng nghe và đáp lại mọi lời cầu xin thiện lành của con. Trái tim Cha ấm áp khi con cầu nguyện cho gia đình mình, vì điều đó mang ý nghĩa lớn lao. Đừng để tâm trí con lạc hướng vào những chuyện vụn vặt. Khi những thử thách của cuộc sống khiến con cảm thấy lạc lối, hãy tìm đến sự an ủi nơi Cha. Khi con cảm thấy quá tải, bị bao quanh bởi xung đột, hãy tìm kiếm Cha. Cha là giải pháp của con. Cha không muốn lo âu trói buộc con, cũng không muốn nỗi sợ hãi vô căn cứ làm con tổn thương. Con đã đặt niềm tin nơi Cha, vì con biết Cha sẽ không làm con thất vọng. Hãy giữ lấy lời Cha, trân trọng nó trong tâm hồn con. Nhớ lại những điều kỳ diệu Cha đã làm cho con trong quá khứ. Cha đã cứu con khỏi kẻ thù, kéo con ra khỏi vực thẳm của cái chết, đưa tay ra và giải thoát con khỏi hiểm nguy. Ngay cả trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, khi mọi thứ dường như đã mất, Cha vẫn trở lại với lời quyền năng của mình, thực hiện những phép lạ vượt ngoài sức tưởng tượng. Vẫn còn nhiều điều kỳ diệu mà Cha có thể làm cho con. Hãy có niềm tin nơi Cha, để Cha tiếp tục giúp đỡ con. Cha muốn bảo vệ con ngày đêm. Đừng để sự tuyệt vọng bén rễ trong tâm hồn con, vì Cha yêu thương con vô cùng. Cha muốn con nhận lấy bình an của Cha và tìm thấy niềm vui lâu dài. Cha nhìn thấy những giọt nước mắt của con, nghe thấy những lời cầu nguyện của con vì những người thân yêu. Con thường quỳ xuống cầu nguyện cho người khác, nhưng hiếm khi xin gì cho chính mình. Tấm lòng thờ phượng và lòng biết ơn của con khiến Cha trân quý sâu sắc. Khi con đến với Cha, hãy tập trung vào sự ngợi khen và cảm tạ những ơn lành Cha đã ban. Cha vui mừng trước tinh thần tôn kính của con. Ngay cả khi con không cầu xin rõ ràng, hãy biết rằng Cha sẽ ban phước lành cho con, lớn lao và kỳ diệu hơn những gì con có thể tưởng tượng. Cha muốn đức tin của con luôn kiên định. Cha sẽ thực hiện mọi lời hứa đã nói với con. Khi khó khăn xuất hiện trên con đường con đi, đừng nản lòng. Cha nắm giữ vận mệnh của con. Con sẽ đạt được những mục tiêu của mình, hoàn thành những ước mơ trong lòng. Không ai có thể cướp đi những phước lành của con, nhưng đức tin, lòng trung thành và sự chân thành là điều thiết yếu. Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, hãy để lòng biết ơn và lời ngợi khen là những lời đầu tiên trên môi con. Đừng để sự tiêu cực che lấp ánh sáng làm bừng sáng ngày mới của con. Cha muốn con đón nhận những cơ hội mà Cha mang đến trong cuộc sống con. Cha sẽ ban cho con khả năng siêu nhiên để nhìn xa hơn và hiểu được những kế hoạch tốt lành mà Cha đã chuẩn bị cho con. Cha biết những ngày gần đây đã mang đến cho con nỗi đau và đôi khi sự bối rối làm mờ đi những suy nghĩ của con. Nhưng Cha nói với con ngay bây giờ, không điều ác nào sẽ xảy ra với con. Con sẽ không bị hổ thẹn. Con sẽ chiến thắng những kẻ thù xung quanh mình và vượt qua mọi mối đe dọa. Đã đến lúc con nhận ra giá trị của mình, thấy mình là đứa con yêu dấu của Đức Chúa Trời toàn năng. Không ai có thể thắng thế trước con. Không ai có thể cản đường con. Con đã chiến thắng mọi thử thách. Hãy nhận lấy chiến thắng của mình. Đừng mãi đắm chìm trong thất bại. Cha sẽ di chuyển núi non và con sẽ đứng dậy với đức tin kiên định. Những lời cầu nguyện của con sẽ tràn đầy sự xác tín, với lòng tin chắc rằng Cha sẽ đáp lời. Con sẽ bước đi với quyết tâm và sức mạnh trong tim. Không còn chỗ cho nỗi buồn hay sự chán nản. Cha hiểu rằng những vấn đề trong gia đình đôi khi mang đến cho con sự đau khổ và tổn thương. Con cần những khoảnh khắc hồi phục, nghỉ ngơi và cầu nguyện. Việc tìm kiếm sự yên tĩnh, cô tịch và hiệp thông với Thánh Linh Cha sẽ là liều thuốc xoa dịu tâm hồn con. Con không được tạo ra để sống trong nước mắt, đau buồn, sai lầm hay thất bại.
con có thể chịu đau khổ và khóc lóc, nhưng cha vẫn luôn yêu con. Con có thể nghĩ rằng mình không thể tiếp tục, nhưng cha đến để nâng con lên. Con sẽ không sống trong thất bại. Trái tim con đẹp đẽ và trong sáng. Đừng để nó mãi chìm trong bóng tối. Hãy bước ra ánh sáng để gương mặt con tỏa rạng niềm vui và mọi người sẽ kêu lên danh cha, Giê-xu, với sự hân hoan trong trái tim họ. Con là đứa con yêu dấu của cha, là tấm gương phản chiếu tình yêu của cha. Cha đã làm rất nhiều điều cho con và sẽ tiếp tục thực hiện những phép lạ siêu nhiên để con hiểu được tầm quan trọng của con đối với cha. Cha nhắc lại rằng, con không còn thời gian cho sự nản lòng hay thoái lui. Con giống như một đầu giáo sắc nhọn, xuyên qua ngọn gió, mở đường đến vùng đất đầy phước lành mà cha sẽ ban cho con. Cha sẽ mở rộng sự hiểu biết thuộc linh của con, để con nhận ra rằng con là tổ phụ, là mẫu thân của các thế hệ. Đừng lo lắng nếu ngày hôm nay không ai chú ý đến con. Đừng nản lòng bởi những tổn thương mà con phải chịu, dù rằng chúng có thể làm con đau đớn. Đừng phung phí những ân tứ và phước lành mà cha đã ban. Hãy biết rằng tất cả những gì con đang trải qua đều có mục đích. Cha luôn ở đây, không ngừng yêu thương, dẫn dắt và củng cố con. Hãy bước tiếp với niềm tin mạnh mẽ, con yêu dấu của cha. Con là ánh sáng giữa thế gian, là nhân chứng sống cho tình yêu và sự trung tín của cha. Hãy nhớ rằng con không bao giờ đơn độc, cha luôn bên con, từng bước một, trong từng thử thách và niềm vui. Cha sẽ mang đến những điều lớn lao hơn bất kỳ điều gì con có thể mơ ước. Đừng ngừng tìm kiếm cha, và con sẽ nhìn thấy sự huyền diệu của sự quan phòng mà cha dành cho con. Kết thúc trong bình an và sự tràn đầy hy vọng. Con mãi mãi là đứa con yêu dấu trong trái tim cha. Cha yêu con. Cha ban cho con mọi điều vì tất cả đều có mục đích. Cha đã kiểm soát mọi thứ, nhưng thái độ của con rất quan trọng. Đức tin và niềm tin của con sẽ đưa con lên một tầm cao mới. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng lời của cha. Khi con cảm thấy yếu đuối, hãy quỳ gối. Khi con không thể tiếp tục, hãy ngước nhìn lên trời. Cha ở đó, và cha cũng ngự trong trái tim con. Phước lành của cha không xa xôi, chúng ở ngay trước mặt con. Sự cứu rỗi của con đang trong tầm tay. Ngọn núi vấn đề của con sẽ sụp đổ, kẻ thù của con đã bị đánh bại. Bây giờ, hãy trả lời cha, con có tin và yêu cha không? Khi con trả lời, cha sẽ làm một phép lạ lớn lao trong con. Dưới đây là ba điều con phải làm hôm nay để xoa dịu tâm hồn mình và xua tan lo âu. Hãy lắng nghe cẩn thận và để những lời này vang lên trong tâm hồn con suốt cả ngày, mang đến cho con sự bình an. 1. Hãy dâng trọn trái tim của con cho cha một cách chân thành, không e ngại hay dè dặt. Mục đích của cha là ban cho con sự sống đời đời và hạnh phúc. Cha không bao giờ muốn gây đau khổ hay thử thách con vì sự đau đớn của con. Kế hoạch của cha dành cho con là sự thịnh vượng, phước lành và một cuộc sống dồi dào đầy yêu thương và chăm sóc. Hãy quỳ trước ngai cha, sẵn sàng thực hiện ý muốn của cha, nuôi dưỡng tâm linh con bằng lời của cha và hoàn toàn tin tưởng nơi cha. Nếu con chỉ dâng trái tim mình một phần hoặc chỉ khi thuận tiện, đức tin của con sẽ không có nền tảng vững chắc. Cuộc sống của con sẽ bị sóng gió xô đẩy, suy nghĩ và cảm xúc của con sẽ bất ổn. Cha không muốn điều đó xảy ra. Cha muốn con quyết định ngay hôm nay, dâng đời mình cho cha vì cõi đời đời. Khi đó, mỗi ngày trôi qua không phải là một ngày mất đi, mà là một ngày được thêm vào, vì con sẽ sống mãi mãi với cha, trải nghiệm những điều kỳ diệu vượt xa sự tưởng tượng. 2. Hãy biết ơn và dâng lời cảm tạ chân thành. Dành thời gian yên tĩnh, nhắm mắt lại hoặc giơ tay lên và dâng lời tạ ơn. Liệt kê những phước lành con đã nhận, cả hiện tại và tương lai, kể cả những điều nhỏ bé mà đôi khi con không để ý. Dù con cảm thấy mình không có gì để tạ ơn,
hãy biết ơn vì con có khả năng tạ ơn. Hành động tạ ơn sẽ chữa lành tâm hồn con, giúp con nhìn rõ những phước lành đã bao quanh con. Hãy cảm tạ Cha vì sự sống, vì hơi thở, vì gia đình, vì những hoàn cảnh hiện tại, dù không như con mong đợi. Cha sẽ soi sáng đường đi của con, tiết lộ những hướng đi mới, nhưng trước tiên, hãy biết ơn ngay lúc này. Khi con biết ơn, phép lạ sẽ xảy ra trong đời con. 3. Chia sẻ thông điệp yêu thương này với người khác. Nhiều người xung quanh con có vẻ hạnh phúc, nhưng tâm hồn họ đau khổ và lạc lối. Hãy chia sẻ niềm vui và tình yêu của Cha với họ. Khi con lan tỏa tình yêu, Cha sẽ bao phủ con bằng sự bình an, hòa hợp, thịnh vượng và phước lành. Hãy nhớ rằng Cha đã nghe lời cầu nguyện của con. Đêm qua, con đã cầu xin sự can đảm, sức mạnh và bình an. Hôm nay, Cha đã ban cho con điều đó. Hãy đứng dậy và bước đi trong sức mạnh Cha ban, vì con không yếu đuối, mà mạnh mẽ, đầy tình yêu và đức tin kiên định. Cha yêu con, đừng bao giờ quên rằng, với những ai tin, mọi sự đều có thể. Hãy tin tưởng vào Cha, và thời gian của Cha là hoàn hảo. Cha đang sắp xếp mọi thứ để con nhận được phước lành mà không cần cố gắng. Cha ban cho con sự kiên nhẫn và bình an, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Hãy tiếp tục bước đi với niềm tin rằng Cha luôn bên con, dẫn dắt và bảo vệ con. Cha đã chuẩn bị một con đường mới cho con và sẽ ban cho con cuộc sống tự do, bình an và tràn đầy phước lành. Con yêu dấu của Cha, hãy nhớ rằng con thuộc về Cha mãi mãi. Cha yêu con. Ta biết mọi gánh nặng trong cuộc sống của con, mọi vết thương, thậm chí nỗi đau nhỏ nhất của con. Ta và con cùng chung một ngôn ngữ và ta biết chính xác điều gì sẽ an ủi con. Hãy đưa tay con cho ta và khi chúng ta bước đi cùng nhau, ta muốn kể con nghe về một nơi, nơi con được yêu thương sâu sắc, nơi con khoác lên mình những bộ y phục vương giả, nơi tên con được biết đến, được trân trọng và ngưỡng mộ. Ở nơi đó, có một ánh mắt yêu thương luôn dõi theo con từng phút giây, ngày và đêm. Như một chú chim non đói khát, linh hồn con được nuôi dưỡng tại nơi ấy. Ở đó, con là chính mình, là đứa con yêu quý của Đấng Toàn Năng, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Đấng Sáng Tạo của vũ trụ. Đừng quên rằng, ngay cả khi con vấp ngã, trong nơi đẹp đẽ nhất của toàn vũ trụ, con vẫn có một chỗ đứng riêng dành cho con. Không ai và không điều gì có thể lấy đi vị trí ấy. Nơi đó chính là trái tim ta, nơi con được bảo vệ. Con có mọi quyền lợi như con cái của ta để đến và nói chuyện với ta mỗi sáng, ngay cả khi con cảm thấy không xứng đáng. Đừng bị lừa dối bởi những lời dối trá. Với dòng máu của ta, ta đã mua chuộc cuộc đời con. Hãy gạt bỏ quá khứ của con bằng dòng máu ấy. Một lần nữa, ta nhắc lại, không ai có thể kéo con ra khỏi đây. Không điều gì có thể tách con khỏi trái tim ta. Con luôn là chính con đối với ta, đứa con nhỏ bé, người con yêu dấu của ta. Con chưa bao giờ bị đánh bại. Con vẫn tiếp tục chiến đấu và còn sống, vì con đã chọn tin vào những điều ta hứa với con. Điều đó làm con tràn đầy sức mạnh thiêng liêng và siêu nhiên mà không gì có thể vượt qua hay đánh bại. Hãy nhớ rõ những lời này và tiếp tục chống lại những đòn tấn công không ngừng của kẻ thù, kẻ luôn cố làm con từ bỏ tất cả ước mơ của mình. Nhưng nó sẽ không thành công. Con thuộc về ta. Ta bảo vệ con bằng bàn tay quyền năng của mình và phòng thủ con bằng thanh gươm sáng chói. Chiến thắng của con luôn nằm trong lời ta. Hãy nhìn vào chính mình qua tấm gương là những lời hứa quyền năng của ta. Và hãy chắc chắn rằng đối với ta, con được đánh giá rất cao và vô cùng quý giá. Trận chiến lớn nhất là chống lại chính cảm xúc của con, đôi khi nhầm lẫn, khiến con nghĩ và cảm thấy những điều không đúng sự thật. Nếu không cẩn thận, những điều ấy có thể kéo con xuống. Đừng bị cảm xúc dẫn dắt. Đừng nghĩ rằng con đã bị đánh bại bởi những vấn đề con nhìn thấy.
đừng bị lấp đầy bởi nỗi sợ trước những tin xấu hay những tình huống có vẻ tiêu cực, vì ta luôn kiểm soát cuộc sống của con. Ta biến đổi mọi sự để mang lại điều tốt lành cho những ai yêu ta, và con là một trong những người được chọn. Với dòng máu của ta, ta đã rửa sạch con. Với thánh linh của ta, ta đã đầy ắp con. Ta đã ban cho con quyền năng để chiến thắng trong mọi điều. Hãy bám chặt vào ta bằng trái tim chân thành của con, tìm nơi nương náu trong tình yêu của ta luôn luôn. Và vào lúc này, khi con nhận lời ta, hãy tin chắc rằng ngay cả những sai lầm của con cũng sẽ trở nên có ích cho con. Con sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, gia đình con sẽ được bình an. Khi thời gian trôi qua, con sẽ tiếp tục thấy mình tiến về phía trước, hướng đến những ước mơ mà con luôn mong ước. Có thể vào một lúc nào đó, con cảm thấy mệt mỏi. Điều đó là bình thường khi mà những vấn đề trở nên quá tối tăm, khiến mắt con không thể nhìn thấy con đường phía trước và con cảm thấy như mình đang thất bại. Nhưng đó không phải là sự thật. Ta dẫn dắt con từng bước một, ngay cả trong bóng tối. Đừng sợ, con yêu, người cha yêu thương con sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Hãy nói với ta rằng con tin tưởng vào ta và trong vòng tay của ta, con cảm thấy an toàn. Ta là phương thuốc duy nhất, thánh thiện và siêu nhiên cho tất cả những nỗi đau của con. Ta là Chúa của con, là đấng chữa lành con, là đấng mở cánh cửa và dọn đường cho con. Ta là đấng cung cấp cho con, đấng bảo vệ con, và trong tay ta, ta giữ cuộc đời và tương lai của con. Gia đình con và con được bảo vệ bởi chiếc áo choàng tình yêu của ta. Hôm nay, con đang cảm nhận sự hiện diện của ta một cách thật sự và mạnh mẽ. Con đã chờ đợi ta nói với con, và con đã đến với một trái tim khiêm nhường và biết ơn, sẵn sàng lắng nghe. Hãy nhận lấy những lời này và trân trọng chúng. Hãy để chúng đi vào tâm trí con và xua tan tất cả những lo lắng đã gây cho con đau khổ trước đây. Hôm nay, con sẽ bước đi với sự tự tin, và mặc dù con không thể thấy ta bằng mắt thường, nhưng con có thể cảm nhận ta, con có thể tin tưởng vào ta. Con có thể đặt niềm tin vào những phép lạ và kỳ quan mà ta có thể thực hiện trong cuộc sống của con và gia đình con. Hãy đưa tay con cho ta và để ta dẫn dắt con kiên nhẫn và nhẹ nhàng trên con đường tình yêu, nơi mà ý muốn của ta ngự trị. Những cơn bão sẽ lắng xuống và biển cả sẽ yên tĩnh khi chúng nghe thấy tiếng ta. Con bước đi dưới chiếc áo choàng bảo vệ và sự bình an, an toàn của con lớn đến mức những tiếng động của đêm sẽ không còn làm con sợ hãi nữa. Đừng để sự bối rối của thế gian làm con mất phương hướng. Đừng bao giờ buông tay ta hay phân tâm. Mỗi ngày là một cơ hội quý báu để con tiếp tục chiến đấu, và những vấn đề, những cú ngã, những nỗi chán nản và những phàn nàn của quá khứ sẽ biến mất. Hãy xóa chúng khỏi tâm trí con. Con không phải mang theo gánh nặng khiến con không thể làm mới lại cách nghĩ của mình. Hãy bắt đầu bằng những lời nói của con. Đừng làm tổn thương chính mình bằng những gì con nói. Đừng tự hạ thấp bản thân với những lời nói thiếu suy nghĩ. Những lời ngu ngốc có thể phá hủy những cuộc đời vô tội và làm mệt mỏi các gia đình, khiến nhiều người rơi vào trầm cảm. Hãy để những lời khôn ngoan ra từ miệng con, những lời giúp con trưởng thành và xây dựng. Đừng để kẻ thù thuyết phục con rằng con không thể thay đổi, rằng tương lai của con đầy thất bại và vấn đề, và rằng số phận của con sẽ dẫn đến sự trầm cảm và lãng quên. Vì với ta, không có điều gì là không thể. Hãy nắm lấy sự thật này. Dù chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ quên rằng cuộc sống, tương lai, tính cách, tài chính, tình trạng hôn nhân hay những xung đột gia đình của con, dù có khó khăn thế nào, ta có thể thay đổi chúng. Và nếu con cầu xin ta, ta có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Ta không nói rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng ta hứa với con rằng con sẽ luôn có sự giúp đỡ, sự hỗ trợ và quyền năng của ta. Ta yêu con và muốn con luôn hạnh phúc. Phép màu con cần, ta muốn và có thể thực hiện điều đó. Hãy tin vào ta, tin vào ta.
ta đã mang thập giá trên lưng với một mục đích. Cơn đau đớn tột cùng mà ta chịu đựng, ta biết một ngày nào đó con sẽ ra đời và đi qua con đường đầy vết roi và sự nhạo báng. Con đã chịu đựng rất nhiều đau khổ do người khác gây ra, nhưng hôm nay, tôi sẽ xóa bỏ tất cả sự nản lòng và thất vọng khỏi trái tim con. Ta đã chịu đựng và hy sinh mạng sống của mình để con có thể có cơ hội sống một cuộc đời phong phú, tự do và hạnh phúc. Nhưng con phải tin vào lời ta, để tâm trí con có thể trải qua sự chuyển hóa thực sự và một dòng sông những suy nghĩ trong sáng sẽ chảy qua nơi mà trước đây chỉ có sự bối rối. Nơi có nỗi buồn sẽ tràn ngập niềm vui, nơi có sự trầm cảm sẽ có một khát vọng mạnh mẽ để sống, yêu thương và tha thứ cho chính mình. Ta đã từ lâu quên đi những lỗi lầm của con, hãy trao cho ta trái tim con yêu dấu. Hãy để mắt con nhìn theo con đường của ta. Con sẽ tiếp tục chiến đấu và gieo trồng trên mảnh đất này, nơi con là người hành hương, nhưng phước lành của ta là định mệnh của con. Ta muốn đôi chân con bước trên con đường tình yêu của ta. Ta xin con lần nữa, và lần này rất nghiêm túc, hãy trao cho ta trái tim con hôm nay, và ta sẽ lấp đầy con bằng niềm vui. Xóa bỏ những khổ sở đã làm buồn bã khuôn mặt con và trao cho con sức mạnh để vượt qua những điều đã tấn công con từ thời thơ ấu. Con biết ta đang nói gì, con hiểu đó là gì. Ta đã yêu con như con là, nhưng ta chọn con để có được chiến thắng, để chinh phục và dẫn dắt người khác trên con đường đến định mệnh của họ. Để nhiều người có thể thấy ý muốn của ta được thực hiện qua một người đơn giản như con. Có thể con thấy khó khăn khi chấp nhận sự giàu có tinh thần mà ta ban cho con, nhưng đừng lo lắng, sự giàu có này không hề vô nghĩa. Hãy tiếp nhận một cách khiêm tốn và đầy dũng cảm, vì ta sẽ mang đến nhiều thay đổi xung quanh con. Ta là sự sống của con, hãy trao cho ta cơ hội để chứng minh rằng ta có thể thay đổi con hoàn toàn. Đến mức nhiều người sẽ không nhận ra con, họ sẽ kinh ngạc trước sự kiên cường, sức mạnh và hạnh phúc mà họ thấy ở con. Hãy chấp nhận lời mời của ta, trao cho ta trái tim con hôm nay. Ta bắt đầu một sự biến hóa mạnh mẽ trong con, gia đình con và con sẽ được bao quanh bởi sự hòa hợp, bình an và phước lành. Ta sẽ cứu con khỏi cơn bão với chiến thắng trong tay. Ta yêu con và ngay lúc này, ngay nơi con đang đứng, ta muốn con cảm nhận được điều đó. Trái tim con đang đầy ắp cảm xúc tuyệt vời và sâu sắc. Điều đó khiến con tràn ngập niềm vui và xua đi nỗi buồn của con. Hãy cảm nhận gánh nặng trên vai con được nhẹ đi và bước đi của con trở nên nhẹ nhàng hơn. Con có sức mạnh mới để tiếp tục. Hãy đứng dậy, con không thể từ bỏ lúc này khi con đang cận kề chiến thắng. Dù bão táp có nổi lên và gió có thổi mạnh, dưới đôi cánh của ta, ta sẽ bảo vệ con và bàn tay của ta sẽ giữ gìn con. Ta cũng biết nỗi đau là gì, ta hiểu cảm giác khi những người con tin tưởng bỏ rơi con. Khi kẻ thù đâm sâu vào linh hồn con bằng những chiếc đinh căm thù và xé lưng con bằng những roi đòn không cảm thông. Ta hiểu cảm giác yêu thương đến tận cái chết và trao tặng trái tim con ngay cả khi bị khinh miệt. Ta hiểu con. Ta biết chính xác những gì con đang cảm nhận. Ta muốn con biết rằng con có giá trị, rằng khi những giọt nước mắt của con tuôn rơi như suối và linh hồn con đầy ắp sự buồn bã và lo âu, ta sẽ không phán xét con vì những lúc yếu đuối. Ta muốn con hiểu rằng chỉ có ta mới có thể giúp con. Khi nguy hiểm đến gần, hãy loại bỏ những suy nghĩ về cái chết và sự thất bại khỏi tâm trí con. Khi nguy hiểm tới, bóng tối đã qua, và bây giờ con có thể bước đi tự tin. Hôm nay, ta đã làm mới niềm vui của con, gia tăng niềm tin của con, viết lên những lời hứa về sự tin cậy trong trái tim con, trao cho con một tầm nhìn mới, một khát khao mới, được xây dựng trên lời của ta. Đừng phí thời gian để thuyết phục những người đến để làm con nản lòng. Họ sẽ không chấp nhận quan điểm của con, họ sẽ lại chế giễu con. Con không cần những kẻ chế giễu đó để tiến bước trên con đường của mình. Con đang tiến đến chiến thắng, còn họ đang đi đến thất bại.
họ đã chọn định mệnh của họ rồi. Nếu con bị tấn công bởi sự cô đơn, nếu con cảm thấy cần sự hỗ trợ của người khác, hãy nhớ rằng con có ta, nhưng hãy tin tưởng và kiên nhẫn, vì ta sẽ sớm gửi đến con người phù hợp. Con quan trọng đối với ta yêu con, bảo vệ con và chăm sóc con. Trong vài ngày nữa, con sẽ có chiến thắng trong tay. Ta không bao giờ đến muộn, ta luôn đến đúng lúc khi con thực sự cần ta, vào thời điểm tốt nhất. Gánh nặng đang quá lớn và con đã suy nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra. Điều đó đang làm con rạn vỡ bên trong. Đó là lý do ta muốn con trao cho ta tất cả gánh nặng con mang trên lưng. Sống trong lo âu về tương lai không phải là cuộc sống mà ta dành cho con. Con cũng không thể cúi đầu hoặc bị sao lạc bởi lo lắng và suy nghĩ của con. Ta đã nói rằng ta sẽ làm phép lạ mà con cầu xin. Ta sẽ mở ra những cánh cửa. Ta luôn ở bên con và ta không nói dối. Những ngày thuộc về ta, ta là đấng sáng tạo ra những đêm dài. Ta thấy rằng đôi khi con không thể ngủ, trằn trọc, tâm trí con quay cuồng với những chuyện mà ta đã cầm nắm trong tay. Khi lo âu đến, hãy kháng cự. Khi nó gào thét bên tai con, hãy nói với nó một cách công khai rằng con không có sợ hãi trong lòng. Vì con đã quyết định tin tưởng vào người bạn tốt nhất của mình, vào Thiên Chúa và Chúa của con. Con sẽ thấy chính mình nỗi sợ hãi sẽ rời xa, linh hồn con sẽ được giải thoát khỏi bao nhiêu sợ hãi, và con sẽ có thể tận hưởng bình an của ta. Hãy sống cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc. Ta hứa rằng trong những lúc gian nan, ta sẽ nhắc con với giọng nói êm ái của mình rằng bàn tay ta đang đặt lên vai con và chống lại mọi cuộc tấn công. Ta sẽ trao cho con sức mạnh cần thiết để kiên cường. Hãy nói với ta rằng con tin vào ta và tuân theo lời ta. Nếu ta đã thuyết phục con trở lại với lời của ta, hãy tràn đầy lời hứa của ta và tin tưởng vào ta. Trong những lúc khó khăn con sẽ gặp phải trên hành trình của mình, con đã không chiến đấu vất vả để từ bỏ lúc này. Con phải tiếp tục đi. Hôm nay, ta nói với con để lấp đầy con bằng niềm tin, dũng khí và sức mạnh, để con học cách chờ đợi ta, ngay cả khi dường như sức mạnh của con đang cạn kiệt vì đã chờ đợi quá lâu. Hãy bình tĩnh, nói với trái tim con rằng không có gì phải sợ hãi. Cuộc sống, những giấc mơ và định mệnh của con đều nằm trong tay người cha yêu thương của con. Những cơn gió của thế gian muốn con quên đi những khoảnh khắc khi ta luôn giúp đỡ con, nhưng ta là đấng sai khiến những cơn gió và bão tố, ta ra lệnh cho chúng dừng lại ngay bây giờ. Ta yêu con, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con và ta sẽ không đến muộn. Ta ở đây, sẵn sàng đưa tay ra cứu giúp con. Hãy trả lời ta bằng trái tim con, ai yêu con hơn ta? Những thử thách của con đã rất khó khăn, ta thấy những khó khăn, nỗ lực và sự tuyệt vọng của con. Đừng quên rằng con đã rất can đảm suốt cả cuộc đời. Hãy nghĩ về những tình huống tưởng chừng như không thể giải quyết được, và dù thế nào, con vẫn vượt qua tất cả. Kể từ ngày con phó thác cuộc đời con vào tay ta, con chưa thua một trận chiến nào. Vì vậy, hãy để trái tim con yên bình và tiếp tục tin tưởng. Ta biết rằng đôi khi rất khó để nghỉ ngơi và giữ niềm tin, nhất là khi mọi thứ có vẻ đang đi sai hướng và những mâu thuẫn đang tìm đến gõ cửa, cố gắng tiêu tán con. Nhưng trong những khoảnh khắc đó, con yêu dấu, hãy bịt tai lại với những tiếng nói của kẻ thù. Đừng chấp nhận những lời đe dọa của sự sợ hãi và bất an. Hãy tiếp tục bước đi và tin tưởng vào lời hứa của ta. Con được ta yêu thương vô cùng và trước khi con được sinh ra, ta đã có điều gì đó tuyệt vời dành cho cuộc đời con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi một đứa trẻ không có sự bảo vệ. Ta đã chăm sóc cuộc đời con theo một cách đặc biệt. Ta đang chăm sóc từng chi tiết, từng giây phút. Ta luôn có mặt ở bên con. Đừng để nỗi buồn chiếm lấy quá nhiều không gian trong trái tim con. Hãy làm đầy trái tim con bằng niềm vui và tiếp tục bước đi với đôi mắt của niềm tin. Vì chiến thắng chắc chắn sẽ đến và những gì ta đã chuẩn bị cho con còn lớn hơn những gì con có thể tưởng tượng.
ta yêu con. Amen. Thông điệp mà ta muốn truyền tải với con là về sự yêu thương vô điều kiện, sự chuyển hóa và tái sinh mà ta dành cho con. Con không phải chịu đựng một mình, và dù cuộc sống có gặp bao nhiêu thử thách, ta luôn ở bên con, dẫn dắt con vượt qua mọi nỗi đau và khó khăn. Ta hiểu tất cả những đau khổ mà con đã trải qua, vì ta cũng đã chịu đựng và hy sinh. Chính vì thế, ta muốn con hiểu rằng những gì con đang trải qua không phải là kết thúc, mà là bước đệm để con tìm thấy sự thật về tình yêu thương và sự bình an mà ta đã dành cho con. Hãy nhớ rằng, ta không nhìn vào những sai lầm của con, mà ta nhìn vào trái tim con, nhìn vào những điều tốt đẹp trong con mà con đôi khi chưa nhận ra. Con là người con yêu thương và con là người xứng đáng nhận được sự tha thứ, sự chữa lành và sự phục hồi từ ta. Dù con đã phạm phải lỗi lầm gì trong quá khứ, ta đã quên đi tất cả và ta muốn con cũng học cách tha thứ cho chính mình. Bởi vì khi con học cách tha thứ cho bản thân, con sẽ nhận ra rằng cuộc sống có thể thay đổi, rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Con không phải đối mặt với mọi khó khăn này một mình. Dù có những lúc con cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hay thất vọng, ta luôn ở đó, trong những giây phút tăm tối nhất, để nâng đỡ con và trao cho con hy vọng. Mỗi khi con cảm thấy mình không thể tiếp tục, ta là sức mạnh để con đứng dậy, là nguồn động lực để con tiếp tục bước đi. Ta biết rằng những lúc con cảm thấy yếu đuối, những lúc con nghĩ mình không còn đủ sức để đối mặt với thế giới, chính là lúc ta càng cần con hơn, và ta sẽ luôn hiện diện để hướng dẫn con. Hãy nhìn vào con đường mà ta đã dọn sẵn cho con. Đó là một con đường đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy cơ hội để con phát triển, trưởng thành và khám phá ra bản thân mình. Mỗi bước đi của con, mỗi nỗ lực của con đều không vô nghĩa. Những khó khăn con gặp phải sẽ không kéo dài mãi mãi, và tất cả đều là những bài học để con trở thành người mạnh mẽ hơn. Nếu con giữ vững niềm tin, nếu con không bỏ cuộc, con sẽ thấy rằng cuối cùng, những phước lành mà ta đã hứa sẽ đến với con. Ta muốn con hiểu rằng không có gì là quá muộn để thay đổi. Con có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, và ta luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ con. Đừng để những thất bại trong quá khứ kìm hãm con. Đừng để những nỗi sợ hãi khiến con không thể tiếp tục. Bởi vì trong ta, con có thể tìm thấy sự mạnh mẽ, sự tự do và hạnh phúc mà con khao khát. Chỉ cần con tin tưởng vào ta, không gì là không thể vượt qua. Con sẽ gặp phải những thử thách, những cơn bão cuộc đời. Nhưng chính những thử thách ấy sẽ giúp con trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Ta đã dọn sẵn cho con một con đường đầy ánh sáng, một con đường mà con có thể đi đến bất kỳ lúc nào con quyết định. Hãy mở lòng và nhận lấy tình yêu của ta, bởi vì ta đã chọn con, ta đã yêu con từ trước khi con được sinh ra, và ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Ta hiểu con có thể cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đôi khi những điều con mong muốn vẫn chưa xảy đến. Nhưng ta muốn con nhớ rằng thời gian của ta là hoàn hảo. Mọi điều đều có lý do, và con sẽ thấy kết quả của sự kiên nhẫn, của niềm tin vào ta. Mỗi lần con vấp ngã, ta sẽ là người nâng con dậy. Mỗi lần con cảm thấy yếu đuối, ta sẽ là sức mạnh của con. Và khi con không thể đi tiếp, ta sẽ là con đường dẫn con đi. Hãy để lòng con rộng mở và đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà ta đã chuẩn bị cho con. Hãy để tâm hồn con được thanh thản, để con có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những món quà mà ta ban tặng, những cơ hội mà ta mang lại. Con sẽ thấy mình được lấp đầy bởi tình yêu, sự bình an và những phước lành mà con không ngờ tới. Cuộc sống của con là một hành trình tuyệt vời, và ta muốn con đi cùng ta trên hành trình ấy. Dù có bao nhiêu khó khăn, dù có bao nhiêu thử thách, ta sẽ luôn ở bên con. Và con không bao giờ đơn độc trong cuộc đời này. Bởi vì con là người ta yêu thương, và ta sẽ luôn bảo vệ con, dạy dỗ con, và giúp con bước đi trên con đường đúng đắn. Hãy tin tưởng vào ta, và con sẽ thấy cuộc sống của con trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Ta yêu con.
con của cha, cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ, tình yêu của cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt, hãy đến với cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về cha. Đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay cha. Hãy giữ vững những gì cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của cha. Tình yêu của cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào cha một lần nữa và cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của cha. Đây là nơi cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe cha bây giờ và tin vào lời của cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào cha và cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với cha. Hãy nói chuyện với cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của cha, hãy đón nhận lời cha để con có thể biết cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra.
sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng cha đang ở đây. Cha thì thầm qua thánh linh của cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng cha trong cuộc đua này và cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó. Con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con. Ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày. Mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha, cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha. Mở trái và nghe tiếng của cha. Mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên. Biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho cha niềm tin của con. Điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe. Đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, con có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con.
nhưng Cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi Cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của Cha, được sinh ra để mang tin vui của Cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, Cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì Cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ, nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của Cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của Cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của Cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào Cha và nghe lời của Cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi Cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công. Con là người chiến thắng. Tình yêu của Cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của Cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của Cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao Cha nhiều hơn, biết Cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của Cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với Cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của Cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào Cha là thuần khiết, ý định của con đối với Cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng Cha khi Cha nói và trong các kế hoạch mà Cha có cho con. Lời của Cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của Cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành Cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác.
những gì Cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành Cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào, Cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao. Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu, không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của Cha qua linh hồn của Cha. Bàn tay của Cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của Cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt Cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của Cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng Cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của Cha. Hãy hỏi và Cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được. Càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn, phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền Cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ. Lợi ích của cả thế giới và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con. Của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của Cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm Cha, con sẽ tìm thấy Cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời Cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn Cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt. Lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với Cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con.
hãy đến gần Cha, hãy lại gần Cha. Cha muốn biết con nhiều hơn, Cha muốn con trải nghiệm sự thật của Cha, trải nghiệm sức mạnh của Cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của Cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận Cha, con lắng nghe Cha và con chờ đợi Cha khi Cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con trút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và Cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở Cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như Cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của Cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và Cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng Cha không bao giờ nói dối và Cha không do dự ban phước cho con mỗi khi Cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ Cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của Cha, con đã theo sự dẫn dắt của Cha, con đã lắng nghe những bài học của Cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của Cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mờ mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của Cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của Cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của Cha đã quyết định, tập trung vào điều này, Cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của Cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm, để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng Cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và Cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con, tình yêu vĩ đại của Cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với Cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa Cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm Cha. Con đã chọn mang lời của Cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của Cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là Cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.